Đỗ Vũ xin chào anh chị các bạn. Hôm nay mình sẽ quay ra và chia sẻ cái kỹ thuật ốm ếch nái mình ốm bằng bóng đèn hồng ngoại 200W nha anh chị các bạn. Và hôm gài mình lu bu là mình lo do sửa những cái dèo lại, là mình thay bạc bạc khác. Thay bạc khác. Lu bu cũng thay cũng mất cũng cỡ 5 7 ngày các bạn mới xong cái dàn bạc này. Cái bạc sọc kia nó hết nhiệm kỳ rồi, mình đè nó xuống dưới đáy, mình lót bạc này lên nè, mình thay hết dàn bạc từ đây vô bên kia luôn, bên kia cũng vậy luôn, mình thay hết rồi mình lại mình chia sẻ anh chị bạn ống ếch nái mà bóng đèn 200W mà mình mua cái chui mà chịu nhiệt được 250W nó cũng quéo nên chị bạn. Đây chui 250W nó quéo vậy, đây quéo giống như đây, chui này là nó vẫn để lên là chịu nhiệt được 250W nha, chịu nóng mà nó nứt nè, nóng quá chịu không nổi nứt luôn. Đây. Chui này đứt dây điện luôn, nóng quá chịu không nổi. Và xài chui sứ này, cái chui sứ này là chui này loại này cũng chưa được tốt, chui này là loại loại treo. Đây là đúng chui sứ, nó nặng hơn cái chui thằng này, nặng hơn chui này. Chui này nó chịu nhiệt chỉ là nó ở ngoài mưa ngoài nắng thôi, nó ở ngoài mưa được, nó mưa là nó không vô được thôi. Còn nó nếu mà mình xài đèn 200W như vậy, đây đây đèn này đèn hồng ngoại 200W, đây hồng ngoại 200W là xài điện 220W này, là xài chui sứ này nè anh chị bạn, nó mới không bị đứt bóng đèn. Cái thứ nhất nó không có nóng quéo, không đứt bóng đèn và không có nguy hiểm đến mình nữa. Cái chui này là nếu mà nó nóng quá là thường nó cháy dây điện anh chị bạn. Nếu mà nó nóng được lên tới trên này, nó quéo này mà nó nóng được nóng lên trên luôn, nó quéo vào đây, nó nóng lên đây luôn, nó chập điện. Chập điện là nếu anh chị bạn xài mà không có CB tự động á, cầu dao tự động á, nó không ngắt điện được á, là nó cháy đường dây điện mình luôn, nó chập hai sợi chập lại là cháy luôn. Bây giờ xài chui sứ này, chui này là chưa có ngon nên anh chị bạn, anh chị mua chui sứ mà hai bên này nè, hai bên bắt hai sợi dây điện luôn, về mình tự bắt dây điện, mua dây điện 2 chấm cho mình, đừng mua mỗi 1.5, mua dây điện 2 chấm anh chị bắt hai bên vô. Có cái đuôi treo đây là anh chị bạn xài là nó ngon hơn cái đuôi này gấp nhiều lần luôn. Mà cái đuôi này á thì nó chỉ có 10.000 một đuôi thôi, cái đuôi kia nó cũng khoảng 10.000 hoặc 12.000 thôi, cái đuôi mà thứ về mình tự bắt luôn, bắt hai mối điện hai bên vậy. Còn này nó bắt sẵn vậy thì nó, cái này thì nó cũng ngon rồi, nó không có nóng tới sẽ dây điện anh chị bạn, nó nóng trong cái chui này nó không có ảnh hưởng tới dây điện. Còn nếu mà anh chị bạn xài cái chui thường mà chui mà thứ 5.000 cái là nó quéo, nó cháy luôn dây điện luôn. Nếu bóng đèn 220W này, ý đè ba chui chịu nhiệt này mà nó chịu không nổi, để chịu nhiệt 250 mà có 200W mà nó nứt quéo luôn. Mà chui này nó tới 15.000 một cái, chui chịu nhiệt này 15.000, còn cái chui thường mũ nó cũng y giống vậy luôn, 10.000 một cái. Chia sẻ anh chị bạn, khi anh chị bạn nói về điện là phải cắt solar nha, lưu ý là phải cắt solar đó mới xài được, xài được đuôi này, đuôi thông dụng. Còn đây trong đây mình đang ấm đây, đây mình treo vậy, đây đây chui này chui sứ nè, không có gì hết, không quéo không gì hết. Hiện tại cái dèo mình đây là xài 5 bóng 200W là 1.000W, dưới mấy bóng đèn lặt vặt mình xài nó là tính ra một ngày một đêm á anh chị bạn, một đêm mình tiêu thụ khoảng 15 cái điện. Tại mình đóng hàng tháng mình tính, tại mình xài cái vùng nuôi mình ở đây là đồng hồ riêng á, mình tính được số điện á. Cái chỗ mình nuôi là xài đồng hồ riêng, mình xài điện chăn nuôi. Nó sẽ rẻ, nó chỉ có 1.000 mấy một ký thôi, bởi vì nó sẽ rẻ. Bây giờ mình đấm một tháng khoảng 1 triệu tiền điện thôi. À, chui này chui ai?
cái chùi. Nó chùi thứ đó quay anh chị bạn. Đó, mình đấm. Tại mình mới thay nước, mình không bắt đèn, trời bữa nay cũng hơi ấm hơi. Anh chị thấy dắt chưa mà ông hé được nắng như vậy là cũng được rồi nè. Trời chưa mà trời giờ em trời nè. Còn mình chia sẻ một cái luôn, anh chị bạn xài quanh xả ống nước, quanh đóng chữ Bình Minh là ngon quá ha. Không, ống Bình Minh thì chất lượng màu, mà cái quanh khóa này Bình Minh thì nó lại dở anh chị bạn. Đây, nếu anh chị có xài thì anh chị bạn né cái quanh khóa Bình Minh ra cho mình, né quanh khóa Bình Minh ra, xài chỉ có một năm trời thôi là nó hư nè. Anh nó ở trong mát á thì nó bền, mình không biết nó bền sao, mình không biết nó có bền hay không, chứ mình xài hình là lúc trưa hồi đó giờ mình xài toàn là quanh thường không anh chị bạn, mà thấy mình xài ống của Bình Minh luôn. Cái nguyên mình xài được rồi, mình thay là 20 mấy triệu, mình đi dàn ống dàn bọng hai khu là 20 mấy triệu, tiền ống tiền quanh tiền này tiền kia, là mình thấy mình mua mình sử dụng toàn Bình Minh không, nó mắc anh chị bạn, nó mắc hơn quanh thường mà cái hiệu quả nó không có, chất lượng không có. Đây nó gãy ngang vậy đó, nó gãy ngang vậy nè, gãy ngang anh chị bạn, gãy vậy nè, đóng chữ Bình Minh Trà Bá nè, không khóa 49 nè đó, nó dở. Mình ở cái chỗ dùng ao này không là 17 cái khóa như vậy nè, 17 cái khóa như vậy, 17 18 cái chứ, mà nó xài mới có một năm mà nó đã hư 7 cái rồi. Còn quanh thường này anh chị bạn, quanh thường này nó hơi dở, cái này được cái mũ mà trong á, xài hoài được hoài luôn, mình xài cái kia không biết bao nhiêu năm nữa mà nó vẫn còn xài hoài, ngoài y cũng ngoài nắng với người ta, mà mình xài nó không biết bao nhiêu năm mà cái này chỉ có năm trời nó hư nè, hơi trước mắt, cái kia chưa có cái nào hư luôn, chưa cái nào hư, phá tựa ra như luôn, cái quanh phá ra như luôn. Mình này mình mới thay ra nè, bên đây là hư 4 cái Bình Minh như vậy mình thay, ở bên kia là 3 cái là 7 cái vậy đây. Giờ ba mua mấy chục ngàn cái, giờ cần chắc được mấy ngàn anh chị bạn, mũ giờ nhiêu ký mới cần chắc được mấy ngàn à. Mua xa mua năm gọi mua 65, giờ cần chắc không biết được 6.500 không. Còn bạc sọc năm rồi mình cũng dính vô một lô luôn. Sọc mấy trước xài cố định được 2 năm. Giờ xài được 12 tháng dục. Bởi vậy mình qua mình mới chuyển đổi bạc đen hết anh chị bạn. Bạc đen bạc ao tôm nó bảo hành 10 năm. Bảo hành 10 năm mà mình không cần 10 năm, yêu cầu 3 năm hư cũng được. Thì nó mắc hơn chút đỉnh. Nó mình đây. Nước nè, cái này ít nái mình đây, ít nái nè, nào mình đâu có để nước nhiều đâu, xèm xẹp anh chị bạn. Đó. Tại bữa nay ông hơi hé nắng nè, chứ nếu mà trời mà ban ngày thì nó nè anh chị bạn hé nắng hơi nè, chứ đâu có nắng dữ đâu, mà trong này thì nó cũng có hơi ấm ấm mà mình thấy cũng được, chứ nếu mà không ấy là mình xông đèn xuyên suốt luôn ngày đêm luôn. Mình vẫn đậy lại, đậy kính lại, mình đậy kính đàng hoàng. Đèn gì thì nhiều bạn hỏi tại sao ếch em cái này không ôm ấm không lên trứng này kia, do anh chị bạn sợ tốn tiền điện là không ấm ếch nái thôi, không ấm thôi. Mình ở đây thì nếu mà lạnh là mình ấm đèn, lúc trước mình xài bóng đèn carbon mình tốn thêm cái quạt, mình quạt nhiệt cho nó lan tỏa hết cái dẹo này, thì mình thấy nó cũng mình vẫn còn cả. Mình thấy nó cũng tốn, nó nhiệt độ thì nó cũng đều cũng được, mà cái đầu kế cái bóng đèn thì nó nóng mạnh hơn. Bây giờ mình đổi lại là mình xài cái kia thì là 1.000, từ nó tới 1.200 tới 1.400W thì nó cũng tương đương tới 5 bóng này 1.000W. Mình trải ra 5 bóng cho 5 dèo, trong đây là 5 dèo mình ngăn ra là được, nếu mình ngăn hết ra là được 10 dèo, mình 10 dèo ấm là mình xài 5 bóng nè, 5 bóng 1.000W, 1.000W như điện bóng những bóng 20W lặt vặt này nữa là
là một một giờ đồng hồ mình khoảng một ký điện anh chị bạn, một tiếng đồng hồ xài khoảng chừng đâu tiếng đồng hồ khoảng 1,2 ký đến 1,5 ký điện mà xài, tính ra chi phí nó cũng không có cao. Ký điện thì đâu có, ký máy thì một tiếng hồ chỉ có mấy ngàn đâu, 2-3 ngàn thôi đó. Thì mình sẽ ấm vậy đó, cái mùa nghịch như vậy á anh chị bạn nó mới đẻ được, chứ chứ thường hồi đó mình đâu khoảng 6-7 năm gì trước, 7-8 năm gì trước á, là không có ai mà ương ếch mà tháng 10, tháng 11 mà ương ếch được anh chị bạn, tại người ta nuôi với a nuôi ếch nái nó dưỡng với ao, không không có ầm, không có ầm, không có biết á, là không có đẻ được. Bởi vậy tại sao mình ầm là vậy, do ầm ầm kín hết anh chị bạn xem, ầm như vậy nó ấm lên anh chị bạn thả ra ngoài hay lạnh như nữa nó cũng đẻ, nó đẻ mà đẻ không bằng mùa thuận thôi, đẻ cũng ít thôi, đẻ như 50% so với cái mùa thuận thôi, 40-50% so với mùa thuận thôi. Quay cho anh chị bạn hiểu rõ là phải mình phải xài, nếu mà xài ống tại xài bóng như vậy nè 200W thì anh chị mua thêm cái chui sứ như vậy, nó khoảng 10 ngàn cái thôi, nó còn rẻ hơn cái chui này 15 ngàn. Chui này đẹp đẽ không, đẹp không đẹp mà chất lượng không có rồi mình chia sẻ anh chị bạn thôi. Cái này ít mình đẻ ngon lành được thì mình sẽ chịu khó tốn điện chút xíu, cũng không có nhiều, nếu một bóng anh chị xài một ngày ngày đêm đâu có bao nhiêu tiền điện đâu, nếu anh chị bạn số lượng ít, số lượng nhiều như mình thì mình sẽ xài nhiều vậy thôi. Rồi video mình hôm nay đây làm chia sẻ anh chị bạn tới đây thôi, chào tạm biệt chị và các bạn.